Chương một. Đụng mặt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Tiểu Vi, cơ đen mẹ cô đứng phía dưới lầu nói giọng lên, con không dậy là hôm nay nhìn đói đến trường đó, cơ đen cô nghe vậy ngồi dậy đưa tay làm rối tóc, Đứng dậy đi vào nhà Veduc C cỡ 20 thì đi xuống lầu, sao mẹ cứ lấy cái con sợ nhất ra hù vậy, mẹ không làm vậy chắc hôm nay con phải nhìn đói đến trường với lại uống trà miễn phí 2.CON sợ mẹ luôn, cơ đen mẹ cô nhìn cô cười khẽ sau đó đem thức ăn dọn ào bàn. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa ăn, thôi tạm biệt mẹ con đi học, nhớ cẩn thận xe cộ nha con dạ con biết rồi, giới thiệu, Lâm Tiểu Vi, 16 tuổi học lớp 10A2 tính tình, không hiền cũng không giữ rất tốt bụng và nghe lời chỉ có cái tội là thức trễ, ngoại hình, cao 1m60 ngực không lép ông ba đầy tiêu chuẩn. Rất xinh xắn, gia thế, gia đình khá giả ở với mẹ tại một căn hộ trung cư nằm tại đường lớn quận nhất, ba cô mất lúc cô chỉ mới 5 tuổi. Cơ đen trên đường đến trường cô mua một ly trà sữa phô mai vừa ngâm nghi ly nước vừa hát vu vơ, hù, hết hồn à con quỷ cũng một năm rồi không? gặp cực lâu rồi không gặp mày ẩn xấu như xưa, mới gặp là móc hồng tao rồi à cái con kia, bà đang tu nha, rồi không đùa nữa tao qua hàng có mua quà tặng mày nà, cơ đen bảo hơn móc trong cặp da ra một cái áo khoác loại hàng đưa cho cô, wow sập vậy ta hình như nó giống áo khoác trên người mày nhỉ, thì tao mua cặp với mày mà bạn bè phải có mấy cái giống chứ, kaka sến vải, cơ đen bảo Hân và cô vừa tró chuyện vừa đi ào trong lớp, giới thiệu, lưu bảo Hân. 16 tuổi học lớp 10A2 tính tình cũng không vừa cũng thuộc loại A, ngoại hình, xinh xắn ngực to cao hơn tiểu vi 5 cm gia thế, tiểu thư nhà giàu ở cùng với ba mẹ và một anh trai năm nay đang học tại Hàn Quốc, ba cô là một giám đốc ở bệnh viện lớn thứ ba TP, Hồ Chí Minh, tại lớp 10A2 cơ đen cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp sau đó giới thiệu về mình và bầu ban cán sự. Xin chào các em cô là Lâm Thị Trà 30 tuổi cô sẽ là công nhân của 10A2 mong các em và cô sẽ hợp tác tốt trong con đường lớp 10 này cơ đen cả lớp vỗ tay hoan nghênh cô, như thường lệ muốn lớp chúng ta vững bền trong thi đấu hạng thì phải cần có ban cán sự lớp. Hôm nay cô sẽ đưa ra hai bạn được cô chọn y thành tích cao nhất lớp đó là bạn Lâm Tiểu Vi và bạn Lý Như Quỳnh. Mời hai em lên đây, cơ đen Tiểu Vi nghe vậy đứng dậy đi lên. Cô giới thiệu về mình, bạn nào chọn bạn Tiểu Vi dơ tay bạn nào bình chọn bạn Như Quỳnh không dơ tay, cơ đen khoảng 3 phút thì cô giáo đã cầm trong tay kết quả. Bạn Vi có 21 phiếu sẽ là lớp trưởng còn bạn Quỳnh có 20 phiếu sẽ là lớp phó, cơ đen cả. Lớp vỗ tay rất nhiệt tình nhất là bọn con trai vì Vi và Quỳnh cũng là hot girl của lớp. Hai bạn đi xuống lớp ngồi tiểu Vi và Bảo Hân được xếp vào ngồi đầu bàn từ cửa đi vào. Cô giáo ghi thời khóa biểu lên bảng và chờ tiếng trống thì mọi người có thể ra về, ra can tên uống một tí nước tao nghe cô giảng đạo mà khô cả họng. cơ đen bảo hân chạy đến câu vào cổ tiểu vi, ok tao cũng vậy. Cơ đen tiểu vi và bảo hân đi ra can tên của trường cô và hân ngồi xuống ghế thở hổn hển. tao không ngờ căng tin này rộng như vậy đúng là trường lớn, ực đúng tao khao mày đi mua hai ly chai nước suối, nước suối, nước suối thì sao, ok sập quá ha đưa đây đưa dư để tao lấy tiền bo nha, nè, cơ đen bảo hân đưa tiền cho cô còn cười ngạo cố ý chêu cô, tiểu vi cầm lấy sau đó quay vào quầy bán nước, cô cho cháu hai chai nước suối, cô cho cháu một chai nước suối, cơ đen một bạn nam nói lên, nhưng chỉ còn hai chai, cô lấy đỡ một chai nhá, đây của cậu, cơ đen cô chủ quán đưa cho cô ta và hắn một chai nước, cô đưa tay giựt lấy chai nước trên tay bạn. Năm, thưa cô cháu sẽ trả tiền hai chai nước là cháu mua trước, đưa đây nhanh, không tới sau thì chịu đi. Cơ đen cậu ta đưa tay giựt lấy nhưng lại bị cô lấy lại. Cô mở hai chai nước uống vào. Nếu mặt anh không dày thì anh lấy đi. Cô tôi, tôi thì sao? Không hơn thua với người bệnh. Cơ đen anh ta quay đi, tiểu vi liền kéo lấy tay anh ta lại. Anh bảo ai là đồ bệnh, ai cho cô đụng vào tôi. Cô biết tôi là ai không? Biết anh là tên ngang ngược. Cơ đen cậu ta trơ mắt nhìn chầm chầm cô. Lúc sau thì bảo hơn đến kéo lấy tay cô, xin lỗi bạn tôi không biết anh xin lỗi mong anh bỏ qua, hắn có lỗi chứ tao đâu có lỗi mày làm gì phải xin lỗi hạng người này, cơ đen bảo hân ghé sát vào tai cô nói nhỏ, anh ta là con trai của hiệu trưởng trường này đó mày điên à, cơ đen tiểu vi không thấy gì là hoảng sợ cô càng nói lớn hơn, con hiệu trưởng thì sao chứ muốn làm gì thì làm sao cô. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.